Xa nhau á, một bạn thì ở xa, em ở Sài Gòn, ở Đà Nẵng. Lỗi của em là chưa có cố gắng đó. Cố gắng phát triển sự nghiệp rồi chưa có dành thời gian nhiều cho bạn, đủ để lo cho bạn với lại cho gia đình bạn nó tin tưởng. Cái hồi trẻ mình yêu thì nó có hai trường hợp, một là mình yêu sai cách, hai là yêu sai người. Thì em là cả hai rồi đấy, nên là em mong là hôm nay em đến với chương trình thì là đúng ạ. Trời, cái câu này hay quá. Em ơi, chị thấy không mấy em nhào qua luôn đi chứ chị thấy ngon lắm. Ngon lắm, 27 Tết kiểu này là ngon lắm em ơi. Ủa, nhà trai tôi ăn được hay sao ngon? Mời nhà trai. Đây. Chào anh trai. Trời, lãng tử quá ha. Mời nhà gái. Rồi, bây giờ nhà trai giới thiệu về mình cái đi nào. Dạ, thưa chú Quyền Linh, là con là Nguyễn Quốc Khánh. Quốc Khánh. Con sinh năm 1990, làm việc ở Học viện Nghệ thuật Queen Art, dạy học âm nhạc. Thầy giáo dạy nhạc luôn. Dạ. Quê mình ở đâu Khánh? Dạ, con ở Sài Gòn. Dạ, nhà gái cũng xin phép được giới thiệu lý lịch với nhà trai. Mời em. Em xin chào tất cả khán giả ở trong trục quay và chào tất cả khán giả trong chương trình ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Mai, em sinh năm 1991 nhưng mà đây là tuổi khai sinh thôi, tuổi thật của em là 1992. Hiện nay thì em đang là giáo viên marketing và em có kinh doanh mỹ phẩm. Dạ, chào thầy cô giáo luôn. Hai bạn này cảm giác như là tuổi trẻ mà tài rất là cao. Mình là giáo viên dạy âm nhạc nên ta chào mừng bằng một giai điệu âm nhạc nào. Mời thầy giáo dạy âm nhạc. Dạ, hôm nay đến với chương trình là cũng là sắp tới mùa xuân rồi thì Khánh xin chúc cho chú Quyền Linh, chị Ngọc Lan và toàn thể quý vị khán giả đến xem chương trình. Đầu tiên là sức khỏe, là công việc thật tốt, tình cảm bạn bè gia đình ổn định. Rồi câu hay nhất là tình cảm bạn bè gia đình ổn định đó. Em xin gửi đến chương trình một bài hát của một người chú của em sáng tác, đó là nhạc sĩ Trần Văn Cường. Ca khúc được mang tên là Khúc Xuân Về. Em đến thăm nhà tôi, đợi nghe tin xuân rộn rã đến bên thềm. Bâng khuâng hương khói vào trong áo, thấp thoáng môi cười những cảnh xinh. Xuân đã đến rồi khắp nơi nơi, trắng tinh hoa mận thắm hoa đào. Vàng rơi sao sáng vương mãi nở, sao xuyến dâng tràn cả ước mơ. Tháng riêng hoa cài trên đê cũ, em gói gắm về giữa chốn quê. Cắt quài lòng ai như mong nở, lối về họ hẹn cùng mênh mang. Em đi trong nắng vàng xanh ấy, lất phất mưa phùn dại nhớ nhung. Dạo dưới vòng trần thơ mộng quá, yêu cả đất trời vạn mùa xuân. Yêu cả đất trời vạn mùa xuân. Yeah. Em xin cảm ơn ạ. Cảm ơn Khánh rất là nhiều. Tuyệt vời. Trời, thấy bài hát rất là vui tươi, làm cho nhà gái đang rất là rạo rực. Quá vui. Anh hát rất là hay rồi, nhưng mà em thì không biết hát. Thì bây giờ em chúc thôi được không? Được. Dạ vâng. Thì nhân dịp Tết đến xuân về, em chúc anh chị Quyền Linh, chị Ngọc Lan và tất cả khán giả xem chương trình cũng như khán giả tại trường quay và cả anh nữa, một năm mới không thể bình an hơn, không thể hạnh phúc hơn ạ. Cảm ơn nhà gái. Bây giờ mình nói luôn những cái điểm mạnh điểm yếu của mình luôn đi nhà gái. Đúng rồi, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì em? Thì điểm mạnh của em thì theo em nghĩ là mình là một người khá là độc lập, tự tin và mạnh mẽ. Về cái nhược điểm ấy thì em nghĩ là do cái tính em nó cũng hơi lề mề nên em hay đi trễ một chút. Không, nhà trai. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Cú Khánh? Dạ, điểm mạnh của con là con biết đàn hát, ăn dễ, ngủ dễ, kiên trì. Ví dụ như mình có làm sai mình sẽ làm lại hoài, thật thà, hiền lành. Có nông tính không? Ví dụ trong công việc thì đôi lúc có mấy cái hơi hơi. Xin hỏi nhà gái đường tình duyên sao nè?
Em mới quen chính thức thì hai người thôi ạ. Tại vì em quen cũng thời gian nó khá là ngắn, nó chưa kịp để sâu đậm ấy. Cái hồi trẻ mình yêu thì nó có hai trường hợp ạ. Một là mình yêu sai cách, hai là yêu sai người. Thì em là cả hai rồi đấy. Nên là em mong là hôm nay em đến với chương trình thì là đúng ạ. Trời, cái câu này hay quá. Vậy thì em nói luôn đi là cái mong muốn em có một cái người bạn trai á, nó như thế nào? Dạ vâng, nói chung cái mẫu người bạn trai lý tưởng của em về ngoại hình ấy, thì em thích một bạn kiểu nam tính, cao trên 1m72. Không cao to đen thôi là được. Về tính cách thì em thích người có trí, tức là bạn ấy thông minh và giỏi hơn em đi, hài hước và thú vị, tại vì em thấy em đã nhạt lắm rồi. Giờ để chị qua chị đúng coi rồi. Coi là có cao to hay không nha. Trời, cao to. Trời. Em ơi, chị thấy không mấy em nhào qua luôn đi chứ chị thấy ngon lắm. Ngon lắm, 27 Tết kiểu này là ngon lắm em. Ủa, ơi. Ủa, nhà trai tôi ăn được hay sao ngon. Trời, nghe thơm phức trời. Thơm. Thôi bây giờ nè, mình nói cho nhà gái nghe là cái đường tình duyên của mình như thế nào. Để coi là đường tình duyên nó có trắc trở nhiều dữ không. Dạ, đường tình duyên của em là cũng giống như bạn á, là chính thức thì có hai thôi. Thì mối tình đầu thì là 6 tháng, mối tình sau thì nó dài hơn là 6 năm. Nhưng mà cả hai không có học cùng ngành đó chị, cho nên không có chia sẻ được công việc. Xa nhau á, một bạn thì ở xa, em ở Sài Gòn, ở Đà Nẵng. Lỗi của em là chưa có cố gắng đó. Cố gắng phát triển sự nghiệp rồi chưa có dành thời gian nhiều cho bạn, đủ để lo cho bạn với lại cho gia đình bạn nói tin tưởng. Để tôi qua tôi coi bên nhà gái sao rồi tôi quay lại tôi nói. Trời tôi ơi Facebook. Hay sao? Dễ thương. Dạ em cảm ơn. Dáng người mẫu. Cao mét mấy? Dạ em cao 1m59 thôi ạ. 59 mang guốc lên 6.9 không sao. Rồi bây giờ mình không thích điều gì ở đàn ông? Về nói về không thích ấy, thì em có 3 điểm em không thích. 3 điểm nè ha, điểm gì đâu nào? Thứ nhất là lăng nhăng, cái thứ hai là em không thích người không có chí tiến thủ. Cái thứ ba đấy là vô tâm. Cái này mệt á. Mình thích người gái cao hay là thấp người hay ốm hay là mập, tóc dài hay tóc ngắn? Dạ em thích tóc dài rồi, tóc dài đẹp hơn. Có tóc dài. Tôi tóc ngắn tôi cũng đẹp lắm, đừng nói vậy. Dạ là tại em thích thôi. Rồi dáng người thì không ốm không gầy, bình thường như tôi. Đúng ý luôn, vừa phải. Thôi nói chung là hai bạn này là cơ bản là cũng rất là được. Hợp với nhau. Bây giờ mình hỏi người thân đi. Em gái đi với ai cưng? Dạ em đi với em gái và bạn. Nhìn là biết rồi. Dạ em. Sao cưng, cưng thấy anh này ok không? Dạ em thấy anh ok. Đẹp trai này, vui tính này, có hơi lãng tử. Em muốn là anh chị cho nhau cơ hội. Em gái em là hiền. Câu vậy thôi là được rồi đó. Em gái rất là hiền luôn. Gái rất là ngoan luôn đó. Bây giờ nhà trai mình đi với ai? Tại vì con muốn cho mọi người bất ngờ cho con đi mình nè. Làm giật mình. Thôi mở rào. Nào. Hôm nay mình tới chương trình này mình có cái bó hoa tặng bạn. À dạ, em cảm ơn ạ. Em cũng có quà tặng. Em hy vọng là sau mỗi cái giờ anh đi làm về vất vả, anh đốt cái này lên thì anh có thể cảm thấy thoải mái, tinh thần hơn. Anh đốt lên thì anh ngửi cái mùi hương này, anh nhớ đến em. Trời ơi, hay quá vậy. Nào cũng... Em có quà để tặng chị nữa. Cảm ơn em. Dạ, em có một phần quà tặng. Trời ơi, vậy tôi đốt lên nữa hả? Cái này không phải đốt. Thank you so much. Em thấy anh sao? Cái lúc mà em chưa mở rào ra thì em thấy anh có giọng nói rất là ấm áp, kiểu em thích giọng con trai miền Nam mà. Cái lúc ấn tượng gặp thì em thấy anh cũng nói chung là cũng đúng với cả mẫu người của em, cũng kiểu nam tính, trông anh cũng có vẻ thật thà uy tín. Cảm ơn. Thế bây giờ anh hát tặng cho em một đoạn mà anh thích đi. Chị rất là muốn nghe một cái tiếng đàn réo rắt với một cái bài nhạc nó nhẹ nhàng. Ủa, tôi tặng bà mối luôn. Trời trời chứ sao. Đó. Rồ 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 mắt tình. Thank you.
rồi, đứt ruột. Đứt ruột, vô ruột luôn. Chị nghĩ là em có sao xuyến chưa? Chứ chị là cái người rất thích hình ảnh người con trai ôm cái đàn guitar cứ réo rắt vậy hoài là chị mê lắm. Em nghĩ là chắc là ai cũng sẽ thích. Ừ, thích lắm. Em thì em cũng cũng biết nấu ăn một chút. Nhưng mà em không biết nấu món miền Nam. Không sao đâu, thật sự anh ăn rất là dễ. À. Tại vì hồi xưa cũng giống chú Quyền Linh là cũng từ khó khăn, cho nên không có kén món ăn gì hết. Thì cũng trải qua mấy mối tình rồi thì mình cũng chỉ mong là có một người đồng hành với mình lâu hơn, cùng nhau chia sẻ công việc, xây dựng gia đình, xây dựng sự nghiệp. Anh nghĩ là cái lý do mà anh chia tay là lớn nhất là cái gì? Chắc là do anh chưa có đủ sự nghiệp. Thì mỗi người đàn ông nào cũng phải vậy hết. Khi mình cảm thấy thua kém những cái người khác á, thì mình sẽ tự ti rồi mình sợ nhất cái đó thôi. Vậy giờ mình có sự nghiệp chưa? Cũng gần. Cũng đang rồi. Làm công ty nhưng mà cũng chưa có phải là lớn lắm. Từ từ ta có. Dạ, từ từ. Em không quan trọng là anh có tiền hay không, nhưng mà chỉ cần anh có chí thì em nghĩ chắc chắn sau này anh sẽ có tiền đủ. Và em không cần phải kiểu là quan tâm quá nhiều hay này kia, chỉ cần là mình hiểu cho nhau và có thể nói chuyện và chia sẻ được với nhau là được. Rồi bây giờ thế này là Quốc Khánh. Dạ. Mình tiến tới bạn gái, mình nắm tay bạn gái ha. Hai đứa đứng lên nhìn thẳng mắt nhau, mình nói hết những cái suy nghĩ của mình về người đối diện. Mạnh mẽ lên nào. Đây, anh... Cảm tạ nha. Đây, anh nắm tay này chứ. Nhưng mà tay anh ấm, tay anh ấm. À đúng rồi, mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát. Nhưng mà tay em lạnh. Đúng không? Khi đã tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì bản thân ai cũng là muốn mong muốn được tìm được một cái người mình muốn hẹn hò đó. Thì mình nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Thì không ai biết ngày mai thế nào hết, nhưng mà mình sẽ cố gắng làm cho cái duyên này nó tốt nhất có thể. Em có muốn cùng anh làm một cái duyên mới hay không? Anh hát cái bài Anh Muốn Mình Về Nơi Biên Vắng gì đó. Phải vô luôn á. Anh mặt. Muốn được cùng em về vùng biên vắng, mình sẽ sống những ngày nghe ươm nắng dưới bóng dừa lạ lơi, sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. À, em nhớ, con nhớ như đó. Được. Những cái giây phút vừa rồi hai bạn đứng ở trên sân khấu đối diện nhau, nắm tay nhau, nói chuyện với nhau, cảm xúc hai bạn như thế nào, cái trái tim của mình nó như thế nào, thì bây giờ là hai bạn sẽ là người quyết định. Chàng nhạc sĩ, ca sĩ tương lai bên cô kia marketing, hai người làm ăn tốt lắm. Trời ơi, bấm hết rồi, chưa đếm gì hết. Ủa vậy hả? Chúc mừng luôn. Có những điều chúng ta không cần nói mà chỉ là hành động thôi. Bây giờ chúng ta chính thức đã đồng ý hẹn hò với nhau, hãy nắm tay nhau. Đó. Trời, mình thấy hai bạn này cái mình muốn hẹn hò quá mọi người ơi. Bây giờ xem như gia đình nhà gái đang theo dõi chương trình, mình thưa với hai bác, thưa với gia đình. Dạ thì hôm nay con tham gia chương trình này, con tìm được một bạn gái rất là xinh đẹp và hợp tính, thì con xin phép hai bác cho con với bạn được hẹn hò với nhau rồi để tìm hiểu nhau. Thời gian sau nếu mà hợp thì sẽ tiến xa hơn. Vài bữa nữa tết nha, qua nhà chúc tết luôn nha. Và bây giờ thì chương trình sẽ có những món quà dành cho các bạn.